tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gioan." Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà chẳng ai có tên như vậy cả." Rồi họ làm hiệu hỏi người cha xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gioan." Ai nấy đều ngỡ ngàng. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?" Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Suy niệm. Cộng đoàn thân mến, bài tin mừng hôm nay tường thuật việc Gioan Tẩy Giả chào đời. Một sự chào đời đặc biệt đem lại nhiều điều lạ lùng. Lạ lùng khi được thiên thần báo tin và đặt tên trước khi chào đời. Lạ lùng khi được sinh ra trong lúc bà Elizabeth đã hết thời sinh nở. Lạ lùng khi ông Zacharia hết bị câm khi viết tên Gioan mà sứ thần loan báo. Trước tiên có thể nói, trong thời Tân Ước, ngoài sự sinh hạ của Chúa Giêsu, thì Gioan Tẩy Giả là người duy nhất được Thiên Chúa sai tổng lãnh thiên thần Gabriel loan báo về cuộc sinh hạ và truyền lệnh cho người cha đặt tên gì cho con trẻ. Theo văn hóa phương Đông, người nào đặt tên cho ai thì có toàn quyền pháp lý trên vận mệnh của người được đặt tên. Lại nữa, việc đặt tên cũng đồng nghĩa trao ban một sứ mệnh, như trường hợp các sư phụ đặt tên mới cho các đệ tử của họ. Vì thế, việc Thiên Chúa sai thiên thần đến loan báo việc thụ thai và đặt tên cho Gioan nói lên việc Gioan đã được thánh hiến và hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa ngay từ trong lòng mẹ. Đồng thời, việc đặt tên cũng là trao ban cho Gioan một sứ mệnh, là tiền hô cho con Thiên Chúa nhập thể và nhập thế cứu đời. Chiêm ngưỡng biến cố này, mọi Kitô hữu cũng ý thức hơn về sự tái sinh của mình trong ngày lãnh nhận bí tích rửa tội. Chúng ta được sinh ra trong giáo hội, được phục hồi quyền làm con Thiên Chúa và nhận một tên mới theo vị thánh bổn mạng. Và cũng từ đó, chúng ta phải sống xứng đáng với ơn thánh, cũng như mang trên mình sứ mạng như vị tiền hô của Chúa, dọn đường cho Chúa đến với những nơi, những người chưa nhận biết Chúa. Cuộc đời mỗi chúng ta là một kế hoạch của Thiên Chúa, đòi hỏi mỗi người phải bước đi trong niềm tin, dù cuộc đời không thiếu những lúc tưởng chừng như không còn gì để hy vọng. Chúng ta được mời gọi tin tưởng vào Thiên Chúa, đấng không bao giờ bỏ rơi những ai kêu cầu người, dù chúng ta lắm khi không hiểu được cách thức can thiệp của Chúa, giống như Abraham hay Zacharia đã hơn một lần cảm thấy vô lý trước lời hứa của Thiên Chúa. Khi nghi ngờ lời Thiên Chúa, thì Zacharia bị câm. Đến lúc ông thực hiện lời Thiên Chúa hứa để đặt tên cho con mình là Gioan, ông lại nói được để ca tụng người. Điều này cho thấy bao lâu con người nghi ngờ lời Thiên Chúa, là bấy lâu tâm hồn con người còn bị đóng băng và không thể ca tụng Ngài, cũng như không thể thi hành sứ vụ ngôn sứ là loan báo ơn cứu độ cho người khác. Tắt một lời, khi chúng ta không có một tâm hồn đầy Chúa thì không thể ca tụng Chúa và loan báo tin mừng về người.
Tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy đón nhận và thi hành lời Chúa muốn, giống như ông Zacharia đã làm, là đặt tên cho con theo lệnh truyền của Chúa. Để rồi, cũng như ông, chúng ta mở miệng ca tụng Chúa và nói về ơn cứu độ dành cho muôn dân. Lạy Chúa Giêsu, xin thương ban cho cộng đoàn chúng con, cho mỗi người luôn ý thức mình là nữ tu của Chúa, là môn đệ của Chúa, là tín hô được Chúa chọn trong muôn người, để biết sống sao cho xứng đáng với hồng ân tuyển chọn của Chúa, hăng say chu toàn sứ mạng dọn đường cho Chúa đến, bằng chính cách sống, cách đối xử tử tế và bác ái với nhau, chính trong cộng đoàn của mình, và mang Chúa đến với những nơi và những ai chưa nhận biết tin mừng của Chúa. Amen.